cũng còn trái rồi, thì cắt rồi làm cái đẹp cũng xịn cho anh. Hello. Eva. Ok. Hello cả nhà, đây là trái mãng cầu Lisa này, nó trông đẹp xịn chưa? Chín quá rồi. Tươi luôn. Hello. Hello. Cô gái đi hái hoa. Cô gái Lê Thị Thanh đi hái hoa. Bây giờ rồi. Bây giờ nhưng mà giờ mệt quá nè. Cô gái rồi. Đã không, đã không, đó đó. Có ai có thèm cũng chịu thôi, giờ mình chỉ khoe một chút cơ đồ chơi của bác bố làm thôi. Đóng nữa luôn. Này chứ sợi hai cái mấy con ngày này em ngấp nữa. Trời ơi, cái nó bự kinh quá vậy. Cái là cắt rồi làm đẹp cũng xịn cho anh. Hello. Hello. Thank you. Trời ơi, đang đợi. Giống giống như tình Phật đấy. Cái gì cũng như Việt Nam đây. Thế là hả? Ừ. Mấy quả nó mọc ghê lắm. Trời là hết rồi đó. Còn mấy quả nữa. Trời, cá này bự ghê mấy thì chính là hả? Chính là cái này luôn. Hai cái mùa là khác chưa không? Khác rồi. Tim, cho bom mới ăn. Ok. Hello cả nhà, đây là trái mãng cầu Lisa này, nó trông đẹp xịn chưa? Chín quá rồi. Chín quá rồi, nó không được đẹp chứ mà nó chín vừa vừa đẹp hơn. Mày ăn đi, bom mới ăn này. Mới ăn nhiều, bo ăn ít. Vợ ăn nhiều, chồng ăn ít. Cái muối cho nó hồng đó. Chồng ăn ít này mà vợ ăn nhiều. Này nó chín quá không có đẹp, nó chín vừa vừa, thịt nó trắng bóc mấy hè. Nó mà chín vừa vừa là thịt nó trắng bóc rồi. Đã. Ngon quá. Ngon thành gì? Ăn sợ hả? Ngon đi con. Không sợ mất hả? Ừ. Cái từ em ngon ghê, ngọt ngon mút mút của từ á. Cái cùi của nó màu hồng nè. Cái cùi của nó lúc nào cũng màu hồng ở trên á. À. Nó chín quá rồi chứ hồng nó chưa chín là cái muối nó hơi hồng nữa. Rồi nó chuyển qua mà hơi lật rồi. Nó mà chín vừa màu trắng ngổ rồi. Đây là ngon rồi. Chín thì đúng không? Càng nước cũng ngọt. Ngon rồi đó nè. Chanh quá ngọt là nó ngon. Có được nước ngon. Nó giỏi không đó. Bây giờ nó có màu hồng luôn nè. Điếm điếm lên ăn này ngon nè. Liếm đi. Đã đã, nó liếm dạy ăn ngon, nước ngon. Giờ ăn nhiều, chồng ăn ít. Đó. Chồng ăn Ba ơi. Cái này ít nè, cái này nhiều cho vợ này đó. Ba ơi, lo ăn. Đưa vợ ăn, vợ anh hay lo. Vợ ăn nhiều đó, ít cũng lo. Dạ màu hồng để chụp đi. Ngon phải không ba? Ăn luôn đi con. Múc cái nước ngon có tài cái nước đó. Quan trọng cái nước đó, ngon. Chín có mấy hạt chín vừa ngon hả? Không, nếu giờ khó không? Không, chín vừa đẹp lắm ba. Chín vừa trái mà chín vừa là đẹp lắm, đẹp kia lắm. Nhưng mà chín vừa thấy có nước ngon kia này. Muối. Trái ly già này, ba này nó bán là đắt lắm. Trái như vậy nó bán 20 đô luôn á. Bán phờ vô. Phờ không? Chắc thì muốn giờ ăn nhiều chồng ăn ít. Giỡn ít cho giỡn ra, ăn nhiều ít ra. Nhớ đăng ký. Mọi người nhớ đăng ký kênh Kim Anh Tam Ba Florida nghe. Yeah. Nhớ nghe Kim Anh Tam Ba Florida, xuống lên thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn rất là nhiều. Đây là Hòa Thanh vợ. Vợ cưng. Bye. Cái này.
I'm here. Bây giờ. Thank you. Ok. Thôi được rồi, that's enough. Được. Wow, quá trời luôn, phao lớn quá trời luôn. Hello Ryan. Hello mommy. Hello bà nội. Wow, farm lớn xịn nha. Hoa quá trời là hoa luôn. Rồi phong cảnh nhỏ đâu. Đâu. Cái này nó dưa, phải phong cảnh cái gì á. Dưa gì á. Phong cảnh chứ. Phải phong cảnh không? Cái này nó bự lên thì vậy á. Phong cảnh này nó trù mà cái này cái trái gì không á hề. Ừ. Ryan không có hái nha ông con. Kim Anh nó chở về rủ chơi đây. Ôi mấy ngày luôn đi mới cần cut the scissors. Oh wow Ryan à. Đẹp quá, bông cần đẹp quá. Có Nguyệt ơi, nó vườn đẹp sự luôn con Nguyệt ơi. Hai bà kìa, hai bà. Hai bà bãi đi mau mau. Ô pumpkin. Ô có trái gì mà nhiều vậy này, nó dưa dưa gì á. Ông Mỹ ổng đi chơi rồi, ổng lên nhà bọn ổng chơi rồi. Trái gì á, trái dưa gì á. Wow, nhiều sầu luôn. Wow, lần ơi, lần ơi. Hả? Mỗi một cái hoa một đồng. Má đi hái đẹp lắm á. Nó đẹp đó, nó đẹp đó. Rồi má hái này, nè. Kéo này. Wow, nhánh đẹp ghê má hè. Nông nâu giờ gì nó nở ra đẹp quá. Nó đẹp sợ luôn. Tươi luôn. Hello. Hello. Cô gái đi hái hoa. Cô gái đem thiệp thanh đi hái hoa. Bây giờ rồi. Bây giờ nhưng mà giờ mệt quá nè. Cô gái rồi. 65 tuổi đời rồi. Người ta nói 60 tuổi mới yêu đời mà đúng không? 65 rồi. Qua hết thôi, thôi màu khóc nữa. Hello các bạn, cánh hoa này đẹp quá. Má mình hái thêm nhánh nữa. Đó, 3 nhánh 3 đồng. Hứa chủ 5 nhánh 5 đồng luôn. Nhánh lên má, nhánh lên thử. Nhánh lên thử, nhánh lên đẹp kia đi. Già quá rồi, nhánh nó già quá rồi. Đi tiếp mà, đi tiếp lại xuống đây nè, xuống đây là coi đã. Xuống này coi. Wow, một giặt hoa luôn đẹp quá. Má vô kiếm cái hoa này đẹp mới về hái cho mùa Văn Anh. Hả? Tàn là hả? À, tàn thơm á. Thôi, cái đó nhỏ quá. À, thôi đó trong đẹp lắm á. Đó, đó có nó đẹp á. Năm cây rồi đó. Năm cây cây này mình đồng hả? Ừ, đồng hết, một cái hoa đồng hết. Thôi được rồi. Cô gái đi bán hoa. Đi bán... Cô hái gì hái hoa. Cô hoa tới đẹp không thế. Wow, pha mà đẹp quá cả nhà ơi. Sáng nay mình đi chụp hoa. Bất tiếc là sáng nay trời ít nắng quá. À, thêm cái nữa đi, hái cái hoa đi, nè. Hai, con hái hai cái rồi đó. Chưa cắt dưới ngọn dưới đất á, đất á. À. Ở đây mới nè, à, bỏ đi. Thêm một cái hoa nữa là bốn hoa. Hái thêm cái hoa màu vàng nữa má. Ryan cười lên.
Lúc lúc ai đây, lúc ai đây. Nó cười mà. Thôi. Cười. Cười, không cười. Không cười. Cười, không cười. Cười. Cưới, không cười. Cưới, không cười. Không cười, không cười. Không cười.